Xin chào quý vị, Xuân Nghĩa và Mai Anh cùng bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Long An sẽ đồng hành để chia sẻ đến quý vị nhiều thông tin nổi bật nhất thưa quý vị hiện nay việc áp dụng xe luồng xanh để giúp lưu thông hàng hóa trở nên dễ dàng hơn tuy nhiên đã có không ít cá nhân lợi dụng chính những giải pháp này để vi phạm quy định của pháp luật và việc phòng chống dịch đáng chú ý mới đây có cả thanh niên còn sử dụng cả xe luồng xanh vượt quãng đường dài để đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân chúng tôi sẽ trở lại với thông tin này trong chuyên mục tin nóng của chương trình còn bây giờ sẽ là phần điểm tin chính mời quý vị cùng theo dõi Bộ Y tế điều chỉnh chiến lược ứng phó dịch Covid-19. Cháy xe luồng xanh qua 3 tỉnh đến Trà Vinh để xử lý đối thủ chơi game. Bắt giữ nguyên cán bộ thuế trốn truy nã hơn 20 năm Bây giờ sẽ là một thông tin đáng chú ý. Xuân nghĩ tin chắc rằng sẽ làm ấm lòng bà con trong mùa dịch này. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng hỗ trợ 1 triệu 800 ngàn đồng một người Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng hỗ trợ 2 triệu 100.000 đồng một người thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng hỗ trợ 2 triệu 400.000 đồng một người thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng hỗ trợ 2 triệu 650.000 đồng một người thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng hỗ trợ 2 triệu9000.000 đồng một người Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3 triệu 300 ngàn đồng một người. Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Vẫn liên quan đến dịch COVID-19, sau đây là một thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, mới đây Bộ trưởng Bộ Y tế đã trình bày hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 dự kiến sắp được ban hành. Và Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh rằng, đây là văn bản quan trọng điều chỉnh toàn bộ chiến lược, phương thức để ứng phó với dịch COVID-19 trong thời gian tới hướng dẫn tích trấn an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 có 3 chỉ số bắt buộc gồm Thứ nhất, ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine. Thứ hai, 100% các trạm y tế xã phường thị trấn có oxy y tế và 100% các xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chức chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng. Thứ ba, các tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, bảo đảm tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ 4 tại các cơ sở y tế của tỉnh, thành phố. Các chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân trên một tuần. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 quy mô đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng tại cấp xã phường và có thể ở quy mô như tổ, đội, khu dân cư, khóm, ấp, thôn, xóm hoặc nhỏ hơn. Mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm 4 cấp. Theo hướng dẫn mới, một số điểm đáng lưu ý như việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nội tỉnh, liên tỉnh được phép hoạt động ở cả 4 cấp độ nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch cơ sở sản xuất kinh doanh, khu cụm công nghiệp, khu chế xuất xét nghiệm COVID-19 cho người lao động ít nhất 7 ngày một lần, đối với ít nhất 20% người lao động có nguy cơ cao. Thưa quý vị, về phía Bộ Giao thông Vận tải, trong nội dung dự thảo mới nhất về kế hoạch mở lại hoạt động vận tải của Bộ, hành khách chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay, bay, tàu xe và các phương tiện vận tải khác chỉ yêu cầu hành khách phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định về phòng chống dịch và khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, hiện nay có thể thấy các điều kiện áp dụng cho hành khách di chuyển đã thông thoáng hơn so với dự thảo cũ rất nhiều. Theo đó, theo dự thảo điều kiện đi lại mới của Bộ Giao thông Vận tải, bỏ điều kiện phải tiêm 2 mũi vaccine, trong đó mũi một ít nhất 14 ngày hoặc F0 đã khỏi COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 19 được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế. Các địa phương đang bình thường mới được tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 16 không tổ chức hoạt động vận tải hành khách, tuy nhiên các sân bay, nhà ga, đường sắt được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương không áp dụng chỉ thị 16. Những nội dung tại dự thảo mới được Bộ Giao thông Xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương và đang lấy ý kiến góp ý của Bộ Y tế. Thưa quý vị, việc tiêm vaccine cho thai phụ đã được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua và khuyến khích vì vừa tạo được miễn dịch cho chính bản thân người mẹ, vừa có khả năng tạo được miễn dịch cho thai nhi. Tại Việt Nam, việc phòng COVID-19 cho thai phụ cũng đã được thực hiện. Và tỉnh Sóc Trăng mới đây cũng cho biết, ngày 25 tháng 9 vừa qua, tỉnh này đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 200 phụ nữ mang thai của tỉnh. Theo kế hoạch, trong tháng 9 này, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiêm ngừa cho gần 400 phụ nữ mang thai tại hai địa điểm được đăng ký là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng và Bệnh viện Phương Châu Sóc Trăng. Vaccine được phân bổ là vaccine Community của Pfizer-BioNTech. Tại buổi tiêm, các thai phụ sẽ phải tuân thủ theo quy trình phòng dịch giữ vững nguyên tắc 5K tại bệnh viện, thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, khám thai, khám sàng lọc, đánh giá sức khỏe trước khi tiêm. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, hiện nay tỉnh Cà Mau đã cho thành lập nhiều chốt kiểm soát trên cả đường bộ lẫn đường thủy. Như quý vị cũng đã biết, với hệ thống kênh rạch sông ngòi chằng chịt, nhiều cửa ngõ giao thông bằng phương tiện thủy với các tỉnh lân cận, thì việc thành lập các chốt kiểm soát trên sông như vậy sẽ góp phần tăng cường thêm hiệu quả quản lý, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở địa phương này. Chốt kiểm soát COVID-19, tuyến kênh Sáng Chắc Băng trên địa bàn xã Trí Phải, huyện Thế Bình, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong những chốt có lưu lượng lớn phương tiện vận tải ra vào tỉnh hàng ngày. Mỗi phương tiện vận tải thủy qua đây đều phải thực hiện các bước kiểm tra gồm phương án vận chuyển, giấy xét nghiệm y tế còn hiệu lực, cam kết thực hiện đúng phương án về việc lên xuống hàng hóa cũng như không tiếp xúc với người trên bờ. Dù mất thêm thời gian để trình báo các thủ tục, tuy nhiên các thuyền viên đều cảm thấy an tâm và chấp hành nghiêm với các biện pháp phòng chống dịch khi lưu thông qua địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong cái thời buổi dịch như này, đặt cái chốt gì là cũng bảo đảm cho sức khỏe của người dân. Cái này là điều em đáng là quan minh. À, đặc biệt là ở đây là em thấy tiện nhất là có cái test tại chỗ thì nó thuận tiện cho phương tiện giải quyết nhanh được cái cái vấn đề hàng hóa của em. Từ khi dịch bệnh bùng phát, công an tỉnh cà mau đã thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid-19 trên tuyến đường thủy cửa ngõ của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 4 chốt được đặt ở những tuyến sông trọng điểm. Ngoài ra, tại các tuyến kênh giáp tranh với các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu đều có các chốt kiểm soát chặt chẽ đối với phương tiện và người vào địa bàn tỉnh Cà Mau. Hàng ngày có trên 250 lượt phương tiện, chủ yếu là xà lan, tàu, ghe ra vào địa bàn tỉnh để vận chuyển hàng hóa. Khi có phương tiện vào địa phận tỉnh cà mau, thì lực lượng cảnh sát phòng thủy tiến hành dừng phương tiện và cho phương tiện uh, neo đậu an toàn. Sau đó, uh, lực lượng cảnh sát phòng cùng với uh, thanh tra phòng y tế sẽ trực tiếp xuống phương tiện để uh, kiểm tra về con người và hồ sơ của phương tiện. Sau khi kiểm tra, cho thuyền trưởng lên làm bản cam kết theo mẫu của uh, công an và khai báo y tế theo quy định cũng như những chốt kiểm soát phòng chống dịch trên bộ. Bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy đều được trang bị dụng cụ xét nghiệm y tế để đảm bảo xét nghiệm ngay đối với những người ở trên các phương tiện thủy khi đến địa bàn mà không có giấy xét nghiệm hoặc hết hạn. Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh, đảm bảo chốt hoạt động hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tại các chốt còn bố trí các cano hoặc các phương tiện giỏ máy đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện đường thủy cũng như giúp đỡ các thuyền viên trình thủ tục ra vào chốt. Phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào tỉnh hoặc ra ngoài tỉnh thì phải có phương án vận chuyển, phải có giấy xét nghiệm và thực hiện đúng theo cam kết mà cơ quan chức năng đã quy định. Vấn đề không chấp hành thực hiện theo những cam kết và phương án như trên thì chúng tôi cũng kiên quyết không cho phương tiện vào bến vào tỉnh cà mau cũng như là không cho phương tiện ra khỏi tỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành theo vấn đề phòng chống dịch Việc Cà Mau triển khai kịp thời các chốt kiểm soát trên sông góp phần quan trọng trong việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên đường thủy, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, đây là Trần Văn Tệt vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang bắt giữ. Trần Văn Tề sinh năm 1961, quê quán ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội tham ô tài sản. Theo hồ sơ, khoảng tháng 5 năm 2000, Trần Văn Tệt làm cán bộ tại đội thu thuế của xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thuế của người dân để nộp ngân sách nhà nước, thì Tệt đã không nộp đủ số tiền như đã thu mà ra tay chiếm đoạt khoảng 62 triệu đồng tiền thuế, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13 tháng 6 năm 2000, Công an huyện Châu Mới, tỉnh An Giang trao quyết định truy nã Trần Văn Tệt về tội tham mô tài sản. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Trần Văn Tệt đã đi nhiều nơi để sinh sống, đồng thời thay tên đổi họ để trốn truy nã của cơ quan công an. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ được Trần Văn Tịch khi đối tượng đang lẫn trốn tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện đối tượng Trần Văn Tịch đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho công an huyện Chợ Mới để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo dòng thời sự ngày hôm nay tiếp theo là những tin tức về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị khán giả, ngày 25 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai nhóm 8 đối tượng để điều tra vụ gây rối trật tự công cộng. Được biết để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên này đã nổ súng, rút đuổi nhau gây náo loạn trên nhiều tuyến phố. Và vụ việc này xảy ra vào ngày 23 tháng 9 vừa qua tại khóm 3, phường 3 thành phố Vĩnh Long. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự sinh năm từ 2005 đến 1978, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, do khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 9, giữa nhóm của Bùi Rắc Tài và nhóm của Nguyễn Minh Sang có mâu thuẫn cự cãi với nhau vì việc một người, anh em ngoài xã hội của Tài, thiếu tiền sang nhưng không trả. Sau đó, cả hai nhóm đã hẹn nhau tại đường Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long để đánh nhau. Lúc này Tài gọi cho đồng bọn cầm theo hai cây dao tự chế, còn Sang đi cùng nhóm của mình cầm theo súng tự chế, dao găm, dao tự chế để đến điểm hẹn. Tuy nhiên, khi đến khu vực khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long, thì hai nhóm đã thấy nhau nên Sang dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên. thấy vậy, nhóm của Tài đã bỏ chạy, nhưng nhóm của Sang quyết trượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây náo loạn, mất an ninh trực tự. Nhận thấy hành vi của các đối tượng là rất nguy hiểm, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thêm nhóm đối tượng nữ có hành vi gây rối trật tự công cộng vừa bị công an xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũng có hồ sơ xử lý. Để chú ý trong vụ việc này, có một người đã sử dụng xe tải chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu thông luồng xanh để đi tìm đối thủ của mình tính sổ. Đây là những hành vi đáng lên án mạnh mẽ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thưa quý vị. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 24 tháng 9, Công an xã Hòa Lợi nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên sử dụng hung khí đang thanh toán nhau tại khu vực chợ Hòa Lợi. Những tin báo công an xã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt bao đối tượng gồm Mai Phú Quý, 27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, Lê Văn Toàn, 26 tuổi, Trần Hoàng Quy, 27 tuổi, tên thường gọi là Lọt, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tại cơ quan công an, các đương sự khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game điện tử trên mạng nên Quy hẹn Quý đến chợ Hòa Lợi để giải quyết. Quý mang theo gãy ba khúc điều khiển xe ô tô tải được phép lưu thông qua luồng xanh từ tỉnh Long An về Trà Vinh để gặp Quy. Đến nơi hẹn, Quý bị nhóm của Quy và Toàn dùng một thanh sắt dài khoảng 50cm xông vào đánh nên bỏ chạy. Trong lúc đang rượt đuổi thì bị công an phát hiện tước hung khí mời làm việc. Quý vị lúc đang điều khiển phương tiện giao thông mà bất ngờ va phải chướng ngại vật trên đường thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ý thức được điều này, một tài xế xe ben khi dừng chờ đèn đỏ đã không ngần ngại mở cửa xuống xe giúp chỉnh lại vật cản ở trên một chiếc xe khác đã có nguy cơ rất xuống đường để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra. Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng không phải ai cũng sẵn lòng. Hiện anh tài xế trong đoạn clip sau đang nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Theo đoạn clip trong lúc dừng xe đèn đỏ, tài xế xe ben nhìn thấy chiếc xe phía trước có những gạch đang nằm trên 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 mép thùng xe, có khả năng rơi xuống đường khi xe di chuyển, trở thành mối quạ cho các phương tiện lưu thông khác. Anh đã không ngần ngại mở cửa xuống xe xử lý những gạch. Hành động của tài xế xe ben đã nhận về không ít lời tán thưởng từ cộng đồng mạng. Sau sự việc trên, các tài xế cần chú ý che đậy, chăn buộc hàng hóa trên thùng xe thật cẩn thận. Phóng nhanh gặp gỡ giảm tốc bất ngờ phanh gấp một thanh niên tự ngã ra đường suýt bị ô tô đè lên người. Đây là tình huống vừa được camera nóng ghi nhận trên cầu Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh như một bài học gửi đến những người đi đường. Vụ việc được camera hành trình ghi lại vào trưa 24 tháng 9 năm 2021 tại khu vực cầu Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này ô tô đang chạy thì một người đàn ông điều khiển xe Vision chạy vượt lên trước đầu xe ô tô sau khi xuống dốc cầu, do gặp gờ giảm tốc, người đi xe máy giật mình thắng gấp, dẫn đến ngã đa đường ngay đầu ô tô. May mắn, tài xế ô tô kịp phanh và bẻ lái sang trái, tránh đụng phải người đi xe máy. Diễn biến vụ việc khá nguy hiểm. Nếu như tài xế không tập trung, có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay.